You join not on such day, but you join, right? Yes. To use wisdom here. Okay. So this one already, yeah, just mentioned it a moment. Yeah, I mean how to use, yeah, wisdom here. Yeah. So I mean, this is about the present or future, not only present. Some action not happening right now, so can be future, right? Can be next month, yeah, next year, for example, yeah. And the moment, yeah, at the moment that I mentioned, yeah, here, complaints about would plus infinitive, yeah. Mean subject plus with plus that plus would plus infinitive. So there are only two, yeah. If it is possible, you can take note. Yeah, how to use this form? This form means to change someone's behavior, yeah, that you don't like. The one is doing about something about their bad habit, right? Yeah, and one to change about someone's bad habit, and the last one means used to talk about the waiter, yeah, to say about the waiter, as I mentioned about at the moment. Okay, I wish it would stop raining, right? Okay, so and for the last one here, which is about the past. Which is about the past, I mean, we can say it is similar to the conditional, or we can say the third conditional or the past conditional. Yeah, third conditional or past conditional, I mean, refer to some action that already happened in the past, but the action can, I mean, the action is over and you can regret about some action or something. Yeah, so we can say the third conditional or similar to the third conditional in here. Yeah, and the form is similar. If the third conditional, everyone, for the third conditional about the form, if clause plus past perfect, but here past perfect at the end. For the third conditional, begin by past perfect. I mean the if clause in here. The if clause plus past perfect and the I mean the result clause. Yeah, the result clause at the end. I mean subject plus have plus present perfect. Subject plus would have present perfect. Okay. But here for which is about the past and how to use which in here. It is the different form of the second, the third conditional, but about the action is almost the same. Yeah. So again, yeah, subject plus wish plus that plus proper past perfect. Yeah, for the explanation, everyone in here, we can use wish with the past perfect to talk about regrets from the past. Means something that you feel sorry, yeah, that you regret. Yeah, in the past, and is you did in the past, but you regret it. Okay. These are things you have already happened, but we wish they happen in the different way. We use, sorry, this use of wish is very similar to the third conditional. Yes, as I mentioned at the moment. Yeah, it's similar to the third conditional. For example, I wish that I had studied harder at school. If you use in this form, what does it mean? I wish that I had studied harder at school. But unfortunately, you didn't study hard at school and now you are sorry about it. Yeah, for example, if you said, I wish I had studied hard when I was at high school. Yeah. So for example, if you said like that, now you are at a university or you drop your study. You drop your study or you pursue your study at the university. But when you were at the high school, you didn't try to study, right? So you get, you pass the exam, but it's not, it wasn't for the good grade that you want, right? It can be D-E grade, right? You cannot get grade A, grade B, or grade C. Yeah, because you regret from the action in the past that you didn't try to study. Okay. And for the next,
Yeah. An example, I wish that I hadn't eaten so much yesterday. What does it mean? Yeah. Mean, but I did eat a lot yesterday. Did eat a lot yesterday. Now I think it was a good idea. It wasn't a good idea. I wish that the train had been on time. The train had been on time. But unfortunately, the train was late. Okay, so you cannot go to school, to study, or go to interview on time. Okay. So for all the lesson, especially all the handout, you have to go Telegram, and you have to download and to keep it to watch it again and again, because I sent you before the class start for one day. Okay. And how about for this form? Do you still remember? Are the uses of which? So subject plus which plus to infinitive. So you just know which in here about the form, the meaning is would lie, right? Would lie. Okay. It's a very formal. Yeah, we don't usually use the continuous with voice in this case. So in this case, you have only used in the simple form. Yeah, simple form means no plus ing. Okay, so you can have plus with ing. Okay, you can say, I wish to speak to the headmaster. What does it mean? This means the same, I would like to speak to the headmaster. Sorry. I wish to go, right? Yeah. And the other one, subject plus wish plus object plus to plus infinitive. What the meaning in here, everyone? In the same way, we can use wish with object infinitive. Yeah. What does it mean for wish in here? Yeah. So example, I do not wish you to publish this article. So wish in here, everyone. Wish in here mean refer to the meaning in command one. I want. I want you to do this. I want you to do that. I want you to sit here. So wish here mean refer to one. You can take note. I wish the people to leave. Yeah, wish the people to leave. For example, you don't like the people. You know, like a group of people that are talking loudly or sitting near you. Yeah, so you can say, I wish the people to leave. Yeah, I mean, I want the people to leave away from me, right? Okay, so now, yeah, let's go to the last. Yeah, the last mean the form subject plus wish plus somebody or plus something. Okay, this is used mostly in a set phrases. Yeah, normally it's a can say connecting into a phrase, not just only a single, just only a short, right? It's a can be a bit longer. Okay, so for example, I wished him a happy birthday. They wished us Merry Christmas. So wish here, yeah, what does it mean in Khmer? Junpo, right? Junpo. I wish you good luck. Yeah, wish in here, Junpo. And how about wish in here? Refer to one, Chang, Chang Ban. Okay. And how about wish in here? Yeah, I mean would lie. Okay, Chang Ban, the go, so. Tại là cái nạn chia, polite, subjective. Okay, now let's go ahead. Finish all. Chờ. Yeah. Dừng trình nào mà mấy lần đang tham kia thời chôn cả này. Okay, about the action. About the action. You have to notice about the action. It is normal. Yeah, it is a polite. Yeah, or whatever. But actually, when you remember the first one, I mean, here it is for the extra formula. So on, the extra formula.
Okay, so you add more formula, but the main formula, there are only three. Yeah, about which is in the present or future. If you want it in the present or in the future, you have to use which plus past simple. Yeah, one. Okay, remember. And for the second, I mean, if you want to change someone bad habit or bad behavior, or to talk about the weather, you have to use with plus both in infinitive that you don't want. Yeah. And for the last one, about the third one, which is about the past, I mean something has already something already happened in the past. Yeah, but you feel regret about sometime about something. So you have to use with plus that, or you have to use with plus proper perfect. Did you know the form of past perfect? Senghui, can you tell me about the form? What the formula of past perfect? Subject? Subject plus verb 3, or plus have or has plus verb 3. No. Have or has verb 3, it means present perfect. But here, not present. You can see past perfect. So what the formula of past perfect? Subject plus verb 3 plus infinitive. No. Subject plus had plus verb 3. Oh. Here you can see. Okay. Yes, yes. I had studied. Okay. So subject plus had plus verb 3 is for the past perfect. If you say subject plus have or has plus verb 3 plus object means present perfect. Okay. Okay, so normally only three. Yeah, lấy nhầm gì không ai sợ tính nhá. Cái lô ở chỗ ba, vô cái lấy nhầm thầy chỗ ba, bà xin ở chỗ ba, thua lòng cả đi. Okay, chân sợ bị bay tới phía phòng là cả phá phá hẳn khổng tùm đồng quý sinh nâng. Bà xin chỉ dương dây ở khlấy, quý sinh nâng cứ rụp bộ môn phá viết xin phá viết cứ miễn tập không bay gì. Đại xin mà đi rộp thẳng lưu mình. Hai, quý sinh nâng, ở tình này phá viết cứ dương bọc ra bằng chân giảng. Bà sân chỉ cả bộ phát không bị sạc máy wish nâng ách bộ phát hại kế I wish you nhưng máu chung bơ và buồn xuông bật na sẵn khâm tha anh nâng cứ sợ bà wish tăng ọc bà tăng nâng nâng ca bà phát tăng bay tăng tìm môi tìm bì tìm bay mùi đồng mạng phí đồng mạng bay đồng mạng mạng nâng chân ca bà phát bảo viết cứ dùng mưa tới bị khóc từ tam tụt đồng tầng ọc lấy nhầm bây giờ chứ không hề ở dơ mà đồng tiết không mọi sự bệnh sắp bớ riêng mà đón cứ ở chết hỏi chẳng. Ok chẳng cái này dùng pra tụt đồng sắp chứ plus với sai plus past simple lắm cứ plus chú mỗi nó tụt đồng ở tế đại ca còn tay sẽ cắt một phía phía viết mình xin tay tự lựa ở tế đại ca tế rút bộ môn ở tế đại ca còn tay chất đánh viết xin tay tự lựa sản phẩm phía bắt chụp bón rưu co hẳn cụt nơi ở quấy mũi rưu co sẽ cầm ở phía nào mũi đè dương trong bán rưu co dương trong phương ca plak đô mũi nơi nông phía bắt chụp bón nơi có phía ná hẳn cụt nâng và đặc trưng thật lọc của họ cho chân xin mẹ phía chân đưa chị hình dạy thả I wish I had hình dạy I had I wish I had a luxury car nhưng sân khẩm thá chắc là waste nó chưa tôi tới nên không sao là tiếp tục ăn nữa nhưng bỏ ra thật sự không nên không bị sạc mà con tay công trở lắm nhá cho mỗi nâng cao và hầu và miền cao vô nâng không một đời ấy và cái này dân và waste nó bỏ ra thật sự không nên không bị sạc mà và con tay bỏ sân chi dân và hầu sân không nút cứ ở quay mùi đây viên nâng cao lăng mà đổi từ đối dương ở và waste dân và hầu và đưa cho hope my brother yeah will I mean I wish my sorry no wish nhưng mà trong gì wish nhưng giờ hope á bây mới được cả lăng rồi rồi ôi đó nhưng gì mà tha trong sinh không tha ôn bọc nhóm nông phải lòng chọn ok trên cái này dùng phải hope miền này tha dương sinh không rồi rồi tha ôn phải dứt năng phải lòng chọn còn tái dương đang thạc quạt chọn mình thì ai vậy A B C D đang thạc chọn đang thạc quạt mình sẽ mở được cái cuộc quan đồng bay cao phải lòng chọn toàn đấy chứ ta bác sân dương pra wish đã cho mùi nâng bóng ở bóng pra bà dưỡng I wish my brother ok pass the exam chứ sân ngâm tha bóng pra bọc chóng bán bóng chọc ta tăng bất dưỡng đăng rụi mà hỏi thá
bọn phá bà dương nó cứ ở khám phòng riêng hay cứ chờ rồi có riêng ở trẻ tì đang ở tới đang lòng thẻ bà thầy giờ chúng ta đặt đi đặt tùm nề chẳng á nắng á tôi nói xin hỏi hello yes sir tôi ok chẳng vô lấy chẳng là stand phim mùi nắng vô lấy nắng okay. Yes sir chẳng một sân vô cứ mùi tiệt mùi tiệt cho document thì pi dương xong rồi là complaint và complaint mới là rủ tóm được coi mình ca phạt đồ in chẳng tệ ok chẳng subject plus which plus a word infinitive cái này dùng pra tùm rung a word infinitive nó bán à mên chứ ta pra tê và mình chơi I would go I would come ôi ta lưu cái pra chẳng ô ảnh năng cái pra chẳng á nè chứ ta pra dùng pra ở đây dùng pra thay tạm sản phí mong tạm tùm rung chẳng bà xin dùng pra which hay bông chúng mình có tôi word infinitive chơi nghe dơ vì mình pi chung nói tí mùi cứ dương trong phạt đồ tùm lọp ở crack ở bán ở nam nè đã dương ở trong bán được có dương ở chỗ chật ưu tờ hò thả ở phúc rồi bà dương cho là phúc rồi bà dương cứ quạt tùm lọp và quạt cứ chuộng bà đấy cho nó và trong việc thuở bác bó nó sẽ có kiếp phong và vì chùm nay chẳng quay ạc bà giói phong hỏi chư chia nâng và chẳng dương trong phạt đồ nữ tùm lọ bọc bọc cốt cứ chọn ở quạt nó cứ cái rồi có chụp chụp bởi nâng chắc dựa pra tùm rống wish plus my word infinitive nâng ủ tổ hòa thay dựng example nè I wish that my father would stop smoking chấm xứng cầm thay bộ bọc chấm nâng rồi có bắt đầu rồi có nâng chụp chụp bởi tay tăng ở bất tế à lời nâng nâng phê đi dựng của phùng giấy nâng cứ quạt nơi chụp nâng lói quạt cùng phùng chụp nâng lói quát ở toàn chục chủ tế vấn tái dương trang phát đô nợ để giả bót với có tùm lốp ở cọc và quát nó thả chục chủ tư bởi chủ tư gặp cho nên y tế bởi chủ tích chư tờ là hốt toán ấy chứ lại nắng và nó cứ chứ chung lại tí mùi chung lại tí pi cái này dùng pra plus wood infinitive nâng mà của bạn ấy vấn tái trong sân bát tờ lớn này thằng cầu này to use about or go to talk about the weather cứ dương dễ một cái cá thiết vận tải dương ở ai khắc đâu ở cá thiết bản thế bố ở cá sorry ở thiết ở cá weather mà dương ở ai khắc đâu thiết ở cá bản thế vì bố anh đang vui lên cái nào chỉ thọ mà chết cá lăng để anh ai ba tôi dương trang ban trang bán có rơi tất cả lăng này vận tải quan trọng tầm khánh dương không chất phải dương như trang bán này hạ trang ban này chụp rạng phiêng ở rạng phiêng ở bắc ngay ở miền sao ở miền phần lưu cực quan rư có ít xem xem chẳng thể còn ta cắt tết vì mê tha vì mình là cái nạn than là phim chúng ta phát đầu được còn phát đoạn nó sẽ là vì anh ấy liên quan đến chuyện đất của mình nó muối này và chứ ưu tiên họ ta nhưng đôi khi ưu tiên họ mình đại đại mình nhưng vậy tha I wish I want to go out chúng trong trên được cái chứ nhưng vậy tha I wish it stop raining vì sao vì là lớn có bông thật lẹp lên trên được cái chứ nhưng vậy tha I wish it would stop raining. Chấp sân khâm thao viên nâng ràng phí liêng. Đó là dân, chân khoan chỉ ta sân khâm rất có băng tốc và dân ấy. À ràng mà ràng anh đang thao phê ná dân đang tề. Đó là dân, chân là không chấm lại tìm pin ấy. Cứ dạo vậy dân thầy chấm tập pin nâng ấy. Chân nó bây giờ sạp như mới. Sạp chìm sang lê mối chọp hỏi. À lấy nhầm bây giờ chìm sạc mai thế nằm bây chú bác. Chân, ác lãnh chấm lại nâng. Cứ dân thầy thẹn nổ tục. Cứ miền tập pin chấm lại tề. Mà đầu tiết cứ chọn lọc đồ tùm lọc cọ ở bọn Nam mà nè và thì phí cứ dìm phí à cắt thiết đặc cả mà chọn lọc đồ thiết đặc cả còn tại còn là dương chọn lọc đồ ba nó còn bán vì sai rằng thiết đặc cả không tê vì phụ tá nó dương còn tại chỉ cũng đặt phải dương ở quay để dương chọn chọn bán ok tiếp bảy chuẩn tiếp bảy này cứ cái vật chất ha cái này dùng phát chuẩn tiếp bảy cái thằng business about the past mình đặt ha cứ chi ở quay đại dương man sản phẩm tốt rồi có quay đại dương man phơi rồi mà hỏi những công việc để cả và tới cái bị chặt ha vì sự điên và vì sự điên ở sơ đã đầu trong sóng chỉ muốn năng sơ conditional nó cứ mê tha nên không conditional sản phẩm mà nó không phải dùng lại khăn và đại nó không phải dùng lại khăn tâm đông phổ biến if clause plus chỉ muốn năng past perfect the comma mau đi sang clause phổ biến subject plus have plus present perfect nên tôi phổ biến ok chẳng GMP unreal in the past GMP scam of people diamond bất nó không phải là tỷ tạc cao anh ấy bây giờ GMP conditional nó nè lạc hẳn cứ bạc năng
thả ô bà sân chia nẹ bán chụp nhóm cặp đọc nằm môn á bà chung chạy đây anh mở rối hệt ta cả nó á và dây dòng tới giấy đứa chứ con này dây rút bị mốt á sản phẩm nữa và ta tăng hợp bất tích dựng bán chụp mười quả đấy thì mỗi thứ bắt bán chụp thì bà thì phí bắt bán đây nâng tê và dụng mánh chúng ta ô dụng mánh bên ca và cung lần trái mẹ dân và ô dụng mánh bà sân chia đi chạy chạy nhảy mình còn không mê nhớ nè chạy chạy nhảy mình còn mê lắm lại nha chụp mánh á và sân là đã chụp ánh mình đọc hơn trai bắt á ta có bất minh chụp con này nè thế nhé ok miễn bàn đọc hơn trai nè anh ấy cứ rất là hỏi bằng dây vì sản phẩm nè ok dây tới hạn dây đoạn dây rồi có chứ scam hiệu để các làng hỏi dây và miễn cả sắp xoay thì có sắp xoay rồi có chứ scam hiệu đá mình bàn thuệ mùi ok chẳng nơi không tùm đồng viết vì mình được một xem vì tùm đồng sách kinh sản phẩm phần đại còn tại sẽ cầm một phía phổ viết cứ là cái nạn sẽ điên nè subject plus with plus that plus past perfect nè chẳng dừng mở là I wish that I had studied harder at school nè chúng sẽ không khác trong ban không bằng riêng nè nơi cà phê riêng nơi xà la rồi cà phê riêng nơi bùi lại và tất cả các bất mình đã nó không bằng riêng đi là tập hóa lấy nước mạch đó và lòng thật lạc bạc rồi có lòng chốt ta chốt lạc nạ đòi phát thôi và lấy một riêng nơi xà con kia ơi và tại con thắng mà riêng mau tạm việc toàn sọt chạy sọt mô và chẳng á chẳng là sản phẩm nâng cứ mình đi thà chỉ sản phẩm bây giờ thì cáo đại dương mình cả sáu đại ok ok chúng ta là chuẩn bị mùi tiết cứ bay được môn hàng khẩu này cứ được môn kiểu thời ảo kiểu thời ảo cái loại nữa á mà chúng cái này kiểu thời ảo này cứ miền à subject plus verb plus to infinitive nữa miền này thá would like và would like mà chọn ban và phải cách dùng phải là cái nào tiếp á cái loại nữa á và chúng u đó thá I wish chọn ban được gọi là chọn và bắt đầu viết sốp chieng à không, nè sốp chieng này nhé, ok, chúng I wish to speak to the headmaster và đại dương dễ thắng nhóm xong thì dễ cho mùi nắng bật thiên và bật thiên nóng tiền nặng thiên anh chân tử, ok, I wish to go now nhóm xong lìa từ hồi và đi chỉ dương từ lên từ kế hai dương trong một tài quán nhưng anh phải viện nặng bạn á, I wish to go now, yeah it's on time goodbye anh chân tử chứ những ai phơi tầm trọng mặt bàn ok chúng lại mũi tiệt và mũi tiệt cứ subject plus with plus object plus to infinitive cái lại nâng cứ with nâng mình thầm mệt và chẳng with nâng dương bọc bài chỉ phải sạc máy mà dương bọc bài phải chọn và chọn mỗi và nhưng chọn phương ni chọn phương nụ chọn chọn nhằm ni chọn nhằm nụ in chẳng tầy chẳng là nâng cứ là cái nạn thông bà đà và phải chọn và in the same way, we can use this with an object, an infinitive. The example with the whole, okay? I do not wish you to publish this article. Khi nhau mình chọn ở nhé, và chọc sai, chọc sai này ở tầm bọn này tê. The whole thả, nó nằm nè, phùi mùi coach bạp rồi có phùi mùi xem xe chứng. Nè, có sai kia được thọt đó thắng, chọc chọn ở nhé, và chọc sai nạ tạo bọn nâng ấy xong thuần chuyển chế vô những chân tay nế ưu tiêu hò và đi I wish the people to live và chấm chọn ai mà nụ thẳng ổn nít chánh cho nhờ chung ai để có trả chính tư phù đi xa thầy dương ở chỗ chất kê kê nhờ chả ám phê rồi có xa nạ phiếp xanh xế nế ok chấm bộ bộ bà chì sạc máy nghe dừa ra dùm mẹ xa dùm bộ bà thá chọn lại nâng tí bây chọn khỏi kera sắp chứ plus wish plus somebody plus something và chúng tầm rộng bài năng như thế này tầm mấy như thế phải sản phẩm bài nào là wish này bộ phải chơi sắc mai như vô thật chun po à thì bài nhé phải chun po prolong job chun po ở miền sầm la stress up chun po thay khúc nát chun po thay bon christmas chun po thay bon cho chăm scar anh chàng tây nè cái example I wish him a happy birthday chun chun po got reading ngày cấm cấm nát I sorry they wish us Merry Christmas. Okay, chun po yung reading in the bon no air. Toi chang. Okay, chang chop sub group a hai. Hello, sing hoi. Ba sing hoi toi ne. Cha a ti muoi ha. Ba. Chao so tham mai so. Ti muoi.
tìm mùi nắng tăng phi bôi rồng măng hằng lơ rồi có tìm mùi nè mùi rồng măng nhờ mùi rồng măng mùi rồng măng ấy trong số thằng mạch tìm mùi nè trong số mạch mình trong tìm mùi nắng đi chờ bị chỗ sao thôi được chưa giờ nắng tìm mùi nắng trong trong gì trong gì tha quay mối là dừng chọn bán là dừng chọn ở việc lập đố nơi không phê ba chọn bọn nâng rưu con nợ phê nạ cụt chân dương thờ phá với sống là passing for phở tay tất cả và ta quay đa chọn bán mình là tay tất cả thế cứ chọn bán là không phê lời đi xong dạy thà lời đứng xong chọn ok dừng chọn lập đố nè xong chọn mù nè chân chân phát đô bật tục thầm mây chân chân phát đô tù rung nơi khăn nông chè lùi anh nè bố đọc thà I wish I move to my own apartment nhóm sinh khẩm thá nhóm và rồi có nhóm sinh khẩm thá nhóm phát đô tù rung nơi rồi có nhóm bàn phát đô tù nữ tẹp tọc luôn và nhóm miên tẹp tọc luôn chẳng là không áp bê là lời nâng mình này thân này dễ nâng cứ ở tòa miền tạc tòa khuôn hồn anh tê còn tái quạt trong bàn nè quạt trong bàn tạc nâng đài mình là cái này chạy cái chân là cái này chạy private tòa khuôn sẽ nạp quạt nâng chẳng ở quay để quạt trong bàn tê nà cứ cho trong bàn này không phải bạch cho bàn nâng ạ rứ có chung cá tới scam học phép nâng quạt trong bàn phê bạch cho bàn mên còn tái scam phép nhung về tòa ai cả làng bàn nê giả toàn mình lôi cực con nực nó xa là phép mối đá vì mình toàn ai tự ruột nhé chẳng vì ai chẳng nằm cao rồi còn một chẳng nằm vì chẳng nằm tiếp chẳng tới chẳng hỏi bạn là xa mà phép nâng đại dương pra ở tùm rộng bạc nì nè với phía phát xin phó này cứ chẳng nì dì em phí ở quay mối để chết đồng rời cá đại dương chẳng bán rư có dương chẳng phát đồ quay mối đại nực nó phê bạch bón rư có phê là ná là cực và toàn ấy à toán su và thèm toán đấy chả toán toán ok chẳng là lấy ót này thắc nốt được lại nhé riêng riêng tôi là chát chết thắc nốt giờ ta chỉ mới sống khăn ban được trong giờ mình chẳng tha pi muốn giờ pi cam phép ấy thắc nốt form chỉ lỡ hay thắc nốt sẽ cam phép mùi bập hỏi chăm tin exam phó con ai mà à tí pi nên rút bộ môn phản năng chẳng sống lại từ lời cam phép là pi chỉ nói đến hiểu mình từ mình thẹn nào chụp liềm à tí bay giam pi scam phép việc là và tí mối cứ chơi rụp một môn sân tập mà tí cứ giam pi scam phép tha cứ chọn bán là mất scam phép nên giam pi ở đây cả đa miền cả sập sáy thì còn mất chẳng đấy thẹn nào tập cho bạn mê rên cứ khay thế ok chắc nghe dù mê rên này chắc bạn tha nơi khăn tùm rong về có nơi ca prien về có các nhóm nhóm môn nông phép nhóm bán xã xô khả dương à vì có vì bà bạn dù lần tích bà sân chìa xe mà chúng nó thật lọc riêng hói ở đây anh vì dù tới dù đàm đoàn chụp sáng lì tại bà sân chìa xe mà chúng nó tiết đã có thật lọc bàn riêng tế cứ xem dù sáng lì và hai chữ quát mân sơ dù tì nhóm sân khẩm thành chân chẳng hát bàn môn nâng chạp đang vì có nhóm xô dương thả ta nhóm tớ vì dù chụp sáng mẹ tế thì chẳng thì dương ở hệ thả ở đây vô chụp sang lê của bà này chẳng cứ không vô chụp ông lê đấy bà sân chia ở chụp bác cứ ai anh không vô chụp sạc mai chẳng bà nhé ok ta chẳng ngày nắng bà hai chị dương thời bật chọc exercise ngày nắng tăng một bất tức cứ dương thời chọc exercise ta chọc exercise dương to mới riêng phải dương tiết hơn nhiều mình ở practice lâm hạt ăn what if same same tiết ok bà đại đại lại cứ dương toàn bàn phở ok mình nhầm họ ít điện tình mà họ nè đi đọc từ chẳng nắng trời ta lại đi ok ta chẳng lấy cứ nhiệm pi nè phải dừng và nhiệm pi sẽ sai phải dừng chẳng hỏi sẽ sai anh phước ba nè làm hại